Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 38. Chương 371: Công pháp của tiên nhân thời thượng cổ 1. Giáo chủ suy nghĩ, thuần dương chân hỏa tuy tốt, nhưng ở Vấn Đạo Tông chúng ta hình như cũng không dùng được thì phải. Lục Dương nghĩ đúng là như vậy, liền thu hồi tam vị thuần dương chân hỏa chủng, lật lòng bàn tay, phóng thích tam vị chân hỏa. Đây là tam vị chân hỏa chủng, các ngươi có thể thử xem có hiệu quả kỳ diệu đối với việc nướng không. Lưu sư phó bán tín bán nghi nhận lấy chủng lửa, thay thế than, lấy 10 xiên đậu phụ từ bên cạnh bắt đầu nướng. Đậu phụ được đặt lên giá, dưới bàn tay nướng điều luyện của Lưu sư phó, hương vị thơm ngon của đậu phụ dần lan tỏa. Mọi người nếm thử xem. Đậu phụ nướng xong, mỗi người một xiên, Lưu sư phó cắn một miếng đậu phụ do mình nướng, đột nhiên trợn tròn mắt. Đậu phụ nướng đơn giản, ông đã nướng không biết bao nhiêu lần, hương vị của đậu phụ nướng thì ông quá quen thuộc, không ngờ sau khi trải qua ba loại hương vị của tam vị chân hỏa, mang lại cho vỏ nướng cảm giác dai mềm ngọt trước cay sau, nâng tầm hương vị đậu phụ nướng lên một tầm cao mới. Đây không còn là khoảng cách có thể bù đắp bằng kỹ thuật nữa, thật kỳ diệu. Bởi vậy Tần Nghiên Nghiên mới không hài lòng với xiên nướng của họ, nguyên nhân nằm ở đây. Họ khổ tâm nghiên cứu xiên nướng nhiều tháng, vậy mà còn không bằng một tu sĩ kim đan nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau chuyện này, nhất định phải bế quan tu luyện, cố gắng có được cảm ngộ mới về con đường nướng thịt. Vậy thì để lại hỏa chủng này cho các ngươi. Lưu sư phó và Cao sư phó như bắt được bảo bối. Con cháu gái lớn, khi ngươi rời khỏi Bách Luyện Phong có nói với mọi người không? Hình như không. Vậy ngươi tốt nhất nên quay về ngay bây giờ, ngũ trưởng lão và lý sư đệ trở về Bách Luyện Phong mà ngươi không có ở đó. Sẽ rất sốt ruột sao? Họ sẽ quên mất có một người như ngươi. Ta sẽ quay về ngay. Lục Dương duỗi người, cảm thấy mình đã làm một việc tốt. Thực ra không thấy Tần Nghiên Nghiên, ngũ trưởng lão và Lý Hạo Nhiên sao có thể quên nàng ấy được, thậm chí ngược lại, họ sẽ đi khắp nơi tìm kiếm Tần Nghiên Nghiên. Nhưng nói như vậy sẽ khiến Tần Nghiên Nghiên cảm thấy rất xên xúa, thôi vậy. Hắn chậm rãi đi về phía Tàng Kinh Các. Ngươi đến Tàng Kinh Các làm gì? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nằm dài trên giường, hai chân duỗi thẳng lên trên, những ngón chân trắng nõn liên tục cử động. Sau đó hai chân nghiêng sang một bên, cả người ngã xuống giường. Ngươi có gì không biết thì bản tiên tử ta có thể dạy cho ngươi. Sửa đổi công pháp của ta không theo kịp tiến độ, chỉ có thể đến Tàng Kinh Các tìm cảm hứng, xem tiếp theo nên tu luyện như thế nào. Làm sao có thể chứ? Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể biên soạn công pháp sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, cho dù chỉ biên soạn đến trúc cơ kỳ thì cũng rất đáng nể rồi. Pháp môn Minh Tâm Kiến Tính Quyết là do chính ta biên soạn, nhưng lúc đó kiến thức hạn hẹp, chỉ biên soạn đến trúc cơ kỳ, bây giờ ta đã là kim đan rồi, sau khi ta biên soạn xong công pháp thì sư tỷ cả đã sửa lại một phần cho ta. Bất Hủ Tiên Tử lén thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói mà, lúc ta trúc cơ kỳ cũng không làm được việc tự viết công pháp, ngươi còn có thể làm được. Vân Chi nha đầu đó đã sửa cho ngươi bao nhiêu phần trăm? Lục Dương do dự một chút, quyết định vẫn nói thật. Chỉ giữ lại được tên công pháp. Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc. Vậy thì ngươi còn không bằng để Vân Chi nha đầu đó trực tiếp sửa đổi công pháp cho ngươi. Làm ngươi phải độc lập, sao có thể lúc nào cũng dựa dẫm vào đại sư tỷ? Biết đâu lần này công pháp do chính ta biên soạn lại có thể được sư tỷ cả thông qua thì sao? Lục Dương tràn đầy tự tin vào bản thân. Bất Hủ Tiên Tử im lặng không nói, cảm thấy sự tự tin của Lục Dương có thể bắt nguồn từ vô địch đan. Chuyện nhỏ như vậy thì cũng không cần nói với hắn. Thực ra không trách Lục Dương vô năng, thật sự là với tu vi trúc cơ kỳ mà biên soạn công pháp thì quá khó, kinh nghiệm, kiến thức đều thiếu thốn, làm sao biên soạn công pháp được. Đừng nói Lục Dương tự mình không làm được, ngay cả Bất Hủ Tiên Tử cũng không làm được. Đi trên đường đến Tàng Kinh Các, Lục Dương tùy ý nói, tiên tử, lúc trước ngươi tu luyện công pháp gì? Huyền Cực Công, một quyển công pháp khá bình thường, nhưng khá phù hợp với ta lúc đó, ta dựa vào môn công pháp này tu luyện đến độ kiếp kỳ. Sau đó ta phát hiện ra môn công pháp này có giới hạn, không thể thành tiên, liền có chút ngộ đạo, ngộ ra Bất Hủ Tiên Công,
đổi mới, thay đổi công pháp, chứng đạo thành tiên. Đợi ngươi đến độ kiếp kỳ sẽ phát hiện ra, giới hạn của bất kỳ công pháp nào cũng là độ kiếp kỳ, dù sao thì giới hạn của sinh linh chính là độ kiếp kỳ. Thành tiên là hành động nghịch thiên, chỉ có đột phá giới hạn mới có thể thành tiên, cho nên công pháp trước đây đều không dùng được. Muốn chứng đạo thành tiên, chỉ có thể tự mình dựa theo cảm ngộ của bản thân, cũng như căn cứ vào tình hình của bản thân, đo ni đóng giày một bộ công pháp. Chương 372, Công pháp của tiên nhân thời thượng cổ 2. Ta là như vậy, cửu trọng tiên, ứng thiên tiên bốn người bọn họ cũng vậy. Nhưng ta gặp khó khăn khi viết công pháp, tốc độ chậm hơn bọn họ một chút, là người cuối cùng thành tiên. Ta còn tưởng ngươi sẽ đặt tên cho công pháp của mình là Vô Địch Tiên Công chứ. Lục Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất Hủ Tiên Tử phất tay, biểu hiện rất hào phóng. Không được, đây là công pháp của Ứng Thiên Tiên, ta không thể chiếm vị trí của người ta được. Lục Dương trầm mặc. Ứng Thiên Tiên ngươi bị sao thế? Bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa rồi à? Hắn phát hiện so với hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tứ tượng lục hợp bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công của cửu trọng tiên và Vô Địch Tiên Công của Ứng Thiên Tiên thì tên công pháp của Bất Hủ Tiên Tử đứng đắn nhất. Tất nhiên, cũng có khả năng là Bất Hủ Tiên Tử không có học thức gì, suy nghĩ việc mình chứng được bất hủ đạo quả, liền đặt tên công pháp của mình là Bất Hủ Tiên Công. Công pháp của Kỳ Lân Tiên tên là gì? Canh Vô Địch Tiên Công. Thực ra ta cũng muốn đặt tên này, nhưng Kỳ Lân Tiên cao tay hơn ta một bậc, cũng chiếm mất tên của ta. Suy nghĩ việc Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên thường tranh luận xem ai mới là người có quan hệ mật thiết nhất với lão thiên gia, hắn đặt tên công pháp như vậy cũng có lý do của nó. Lục Dương cố gắng giải thích cho Kỳ Lân Tiên. Công pháp của Tuế Nguyệt Tiên tên là gì? Cổ Trường Thanh Công. Lục Dương hít một hơi thật sâu, quả nhiên là Tuế Nguyệt Tiên lớn tuổi nhất. Trình độ đặt tên này mạnh hơn bốn tên mù chữ Bất Hủ Tiên Tử bọn họ nhiều. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu nguầy nguậy, ta thấy tên mà Tuế Nguyệt Tiên đặt là tệ nhất, nghe giống như công pháp đại trà vậy. Lúc trước độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ bọn họ tu luyện công pháp đều gọi là Bất Hủ Bất Diệt Kinh, Thiên Diễn Đạo Phổ, Ngũ Hành Luân Chuyển Công, công pháp mà Tuế Nguyệt Tiên đặt đều không chút thu hút, đâu có giống chiêu thức của tiên nhân. Lục Dương thầm nghĩ bốn người các ngươi đặt tên dở tệ, còn muốn kéo Tuế Nguyệt Tiên xuống nước. Khoan đã, Ứng Thiên Tiên là một tiên nhân sĩ diện, sao lại đặt loại tên này? Công pháp của Ứng Thiên Tiên còn có tên khác không? Có chứ, bên ngoài hắn gọi công pháp của mình là Tiên Thiên Vô Cực Tiên Công. Lục Dương vừa thu hoạch bí văn thượng cổ, vừa bước vào tàng kinh các. Việc đầu tiên sau khi vào tàng kinh các chính là tìm quyển sách ghi chép kinh nghiệm kết đan của các sư huynh sư tỷ. Đã đến lúc điền kim đan của mình vào rồi. Lục Dương, Vô Địch Đan, Nhất Phẩm Kim Đan, người tu luyện kim đan này có thể phân biệt được mạnh yếu. Trong lòng tự nảy sinh ý niệm vô địch, cảm thấy mình có thể đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, vô địch thiên hạ. Ban đầu Lục Dương muốn nghe theo lời xúi dục của Bất Hủ Tiên Tử, thêm một câu kim đan này đúng là kim đan đệ nhất thiên hạ. Nhưng nghĩ lại, kim đan của đại sư tỷ ở ngay trang đầu tiên, thôi bỏ đi. Phương pháp tu luyện, thử thách vượt cấp, trăm trận bất bại, tạo thế vô địch, mượn thế mà lên, ngưng tụ khí đan điền mới có thể kết thành kim đan. Lưu ý điều thứ nhất, thử thách vượt cấp là thử thách lên một cấp, không phải thử thách xuống một cấp. Lưu ý điều thứ hai, kim đan này có thể dẫn đến sự tự tin mù quáng. Lưu ý điều thứ ba, tên kim đan chỉ để tham khảo, lấy hiệu quả thực chiến làm chuẩn. Xong rồi, Lục Dương hài lòng đóng sách lại. Xem thử công pháp kim đan kỳ, Lục Dương bước lên lầu 2. Tầng 1 bày các loại sách dân gian, cũng như phần luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ của các loại công pháp. Phần tiếp theo của công pháp ở tầng 2, tầng 2 là công pháp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Hồng Trần Thiên Công, thân ở Hồng Trần, tâm ở Tịnh, Thổ. Chỉ có trầm luân trong Hồng Trần, nếm trải nỗi thống khổ của con người, thất tình lục dục, sau đó đại ngộ, mới có thể vỡ kim đan thành anh. Không ngờ quyển đầu tiên lại là quyển công pháp này. Ngươi đã từng xem chưa? Thời đại của Bất Hủ Tiên Tử còn chưa có cách nói tu Hồng Trần, tu ẩn thế. Đại sư tỷ đã kể cho ta nghe chuyện này, trước đây trên đường phố Đại Hạ không phải có rất nhiều lão ăn mày sao, rất nhiều tu sĩ tu luyện quyển công pháp này đều giả làm lão ăn mày. Trà trộn vào trong đó, dù sao thì làm ăn mày chính là phương pháp hiệu quả nhất để trải nghiệm nỗi thống khổ của con người. Trước đây, bây giờ không phải như vậy sao?
Bất Hủ Tiên Tử chú ý đến từ khóa trong đó. Lục Dương trợn mắt, theo sự phát triển của Vương Triều Đại Hạ, nâng cao sản lượng lương thực, xây dựng cơ sở phúc lợi thì đã không còn ăn mày nữa, bây giờ lão ăn mày trên phố đều là kim đan kỳ. Ta đoán không bao lâu nữa, đám kim đan kỳ này sẽ phải đổi một cách khác để trải nghiệm hồng trần. Bất Hủ Tiên Tử im lặng, đại sư tỷ còn nói triều đình chuẩn bị mở mấy mỏ để đám kim đan kỳ này vào đó đào mỏ. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 373, nỗi niềm của Bất Hủ Tiên Tử, 1. Bách Hoa Công, mỗi giai đoạn thu thập 33 đóa hoa quý hiếm khác nhau, đợi đến lúc kim đan kỳ đại viên mãn, sẽ hợp 99 loại hoa quý hiếm thành một nụ hoa. Đợi đến khi nụ hoa nở, chính là lúc vỡ kim đan thành anh, rất nhiều nữ tu đều thích môn công pháp này, dễ hiểu dễ học, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng theo sự thịnh hành của môn công pháp này, thì mấy loại hoa quý hiếm trong đó đã bị hái gần như tuyệt chủng. Chỉ có một người nắm trong tay mấy đóa hoa cuối cùng, hắn tổ chức đấu giá bán mấy đóa hoa cuối cùng với giá trên trời. Qua một đoạn thời gian, hắn lại nói trong tay còn mấy đóa hoa, lại phải đấu giá. Qua thêm một đoạn thời gian thì vẫn như vậy. Sau này mọi người mới biết, quyển công pháp này chính là do hắn viết, hắn thu thập trước toàn bộ các loại hoa, cách một đoạn thời gian lại tung ra mấy đóa, mục đích chính là để kiếm tiền. Kiếm đạo chân giải, đây là công pháp mà sư phụ tu luyện, giống như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ kiếm đạo, thì tu luyện sẽ không tồn tại bất kỳ bình cảnh nào, là công pháp thích hợp nhất với kiếm linh căn của chúng ta. Lúc đầu ta muốn trực tiếp tu luyện môn công pháp này, đáng tiếc là môn công pháp này trên đời chỉ có một người có thể tu luyện, sư phụ đã tu luyện rồi, thì ta không thể tu luyện được. Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ, với sự quan sát của nàng đối với kiếm đạo mà Bất Ngữ đạo nhân nắm giữ, thì không giống như là người bị cản ở ngưỡng cửa độ kiếp kỳ. Số lượng công pháp cất giữ tại tàng kinh các của Vấn Đạo Tông còn nhiều, hơn cả trong cung điện của Hoàng đế Đại Hạ. Các loại công pháp từ xưa đến nay, công pháp mà các bậc tiền bối sư môn đời trước viết ra đều được cất giữ tại tàng kinh các. Tại đây, Lục Dương còn tìm thấy Thuần Dương công pháp mà Mạnh Cảnh Chu tu luyện. So với Lục Dương thì công pháp của Mạnh Cảnh Chu đơn giản hơn nhiều, các bậc tiền bối độc thân linh căn đời trước đã mở sẵn cho hắn một con đường rộng mở. Chỉ cần hắn đi theo con đường này, điểm cuối chính là cảnh giới độ kiếp huy hoàng. Nhưng Lục Dương không biết Mạnh Cảnh Chu phá vỡ giới hạn của các bậc tiền bối độc thân linh căn. Khai sáng ra xong độc thân linh căn thì con đường mà các bậc tiền bối mở sẵn cho hắn có còn đi được nữa không? Sao lại mỏng thế này? Lục Dương thắc mắc, trong tay hắn là Thuần Dương công pháp, cách tu luyện của hai cảnh giới lớn là Kim Đan, Nguyên Anh, cho dù ngôn tử tinh luyện, hàm xúc thì cũng không đến nỗi mỏng như thế chứ. Hắn lật công pháp ra, trong sách chỉ có một câu, cố lên, đừng phá thân đồng tử, tu hành mới chỉ là bắt đầu. Lục Dương im lặng, đúng là, độc thân linh căn không thiếu người tu luyện đến cảnh giới hợp thể thậm chí là độ kiếp. So với các bậc tiền bối độc thân linh căn của hai cảnh giới lớn này thì kim đan kỳ mới chỉ là bắt đầu. Hóa ra là các ngươi độc thân linh căn chỉ cần không phá thân đồng tử là có thể tu luyện mãi phải không? Lục Dương từng nghe nói có một bậc tiền bối độc thân linh căn, khổ cực tu luyện đến cảnh giới độ kiếp, ăn mừng linh đình. Bao trọn cả thanh lâu ở đế thành, phóng túng suốt một tháng, một mình nâng cao ngưỡng tiêu dùng của thanh lâu đế đô. Cái gọi là tiêu dùng trả thù chính là như vậy. Độc thân linh căn không giống với Phật môn. Phật môn chú trọng vào việc tiêu trừ dục vọng, mỹ nữ đều là hồng nhan họa thủy, phù du, không đáng lưu luyến. Độc thân linh căn thì không thể tiêu trừ được loại dục vọng này, thậm chí loại dục vọng này còn tăng lên theo cảnh giới. Đối mặt với tình huống này, bọn họ chỉ có thể kiềm chế, nhẫn nhịn đến cực hạn thì việc coi hồng nhan họa thủy là mỹ nữ cũng không phải là không thể. Lục Dương còn tìm thấy một loại công pháp đặc biệt hơn là tế thân pháp. Đúng như tên gọi, đó là công pháp hiến tế của mình. Công pháp này xuất phát từ tư tưởng vạn vật khởi nguồn từ tự nhiên, cuối cùng cũng phải quy về tự nhiên. Đã là xuất phát từ tự nhiên thì tại sao không quy về tự nhiên? Tu luyện loại công pháp này nhất định phải hiến tế một bộ phận cơ thể, lấy đó để đổi lấy thiên phú tu hành mạnh mẽ và sự thăng tiến của cảnh giới. Cho nên những người tu luyện loại công pháp này thường là mắt mù miệng câm, biến cơ thể thành tàn tật, thậm chí còn có người cơ thể sắp thành cái xác rỗng vì hiến tế. Công pháp có phần cực đoan, nhưng vẫn chưa đến mức ma đạo.
Lục Dương có một vị sư huynh tu luyện chính là loại công pháp này. Khi ở luyện khí kỳ thì hiến tế ruột thừa, trúc cơ kỳ thì hiến tế mỡ, kim đan kỳ thì hiến tế tóc, nguyên anh kỳ thì hiến tế thị lực, hiện tại là một người cận thị đeo kính. Vạn vật khởi nguồn từ tự nhiên, cuối cùng cũng phải quy về tự nhiên, câu nói quen thuộc quá. Tuế Nguyệt Tiên từng nói với ta những lời tương tự, hắn nói với ta rằng sự vật có lúc hưng thịnh, cũng có lúc suy vong, hưng thịnh và suy vong đối với tự nhiên mà nói đều chỉ là phù du. Chương 374, Nỗi niềm của Bất Hủ Tiên Tử 2. Chỉ có noi theo tự nhiên, phản phác quy chân thì mới có thể duy trì được sự mạnh mẽ vĩnh hằng. Lời của Tuế Nguyệt Tiên đã giải quyết được vấn đề làm ta băn khoăn bấy lâu, ta có cảm xúc, viết nên Bất Hủ Tiên Công, chứng đạo thành tiên. Tiên tử thông minh như vậy, còn có vấn đề gì có thể làm khó ngươi? Bất Hủ Tiên Tử nghe Lục Dương khen mình như vậy thì cười tươi như hoa, nhưng nghĩ lại, cảm thấy trước mặt Lục Dương phải giữ ý tứ, không thể tùy tiện khen hai câu là vui mừng. Bèn mím môi cười, nói, mặc dù bản tiên tư chất vạn cổ duy nhất, ứng thiên tiên mấy người đều không bằng ta, nhưng trước mặt thành tiên ta vẫn gặp phải khó khăn. Lục Dương gật đầu, thành tiên là trọng điểm của người tu hành, Bất Hủ Tiên Tử gặp khó khăn về phương diện này cũng là điều dễ hiểu, là kết loại đạo quả nào. Lục Dương trầm mặc, lúc đó bản tiên có rất nhiều lựa chọn, loại ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên ta cũng có thể kết, hoặc là hư không đạo quả thông hiểu huyền diệu của không gian. Quang âm đạo quả tương tự như Tuế Nguyệt Tiên, nhưng ta không mấy hài lòng với những loại đạo quả này, cảm thấy những loại đạo quả này không thể hiện được trình độ của bản tiên. Ban đầu theo tiến độ của bản tiên thì là người đầu tiên thành tiên, cửu trọng tiên và Tuế Nguyệt Tiên đều phải xếp sau. Nào ngờ lúc đó bản tiên khi lựa chọn đạo quả đã gặp phải khó khăn, không nghĩ ra nên kết loại đạo quả nào. Chỉ chậm trễ có một chút, thật sự, chỉ một chút thôi. Bất Hủ Tiên Tử dùng ngón tay cái và ngón trỏ so sánh một chút, nhấn mạnh thời gian rất ngắn. Lục Dương cũng không biết cái một chút trong miệng nàng là bao lâu, là mấy ngày mấy tháng, hay là mấy năm. Với việc Bất Hủ Tiên Tử dám nói mình mới 16 tuổi thì Lục Dương hoàn toàn không tin tưởng vào quan niệm về thời gian của nàng. Sau đó Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên mấy người lần lượt thành tiên, bỏ ta lại phía sau. Nói đến đây, Bất Hủ Tiên Tử nhăn mũi, rất không hài lòng với hành vi của đám người Cửu Trọng Tiên. Đợi đến khi Kỳ Lân Tiên cuối cùng thành tiên, Tuế Nguyệt Tiên nói với ta một câu, ta rất có cảm hứng, cuối cùng đã kết được loại bất hủ đạo quả mà bọn họ đều phải hâm mộ. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý nói, đây chính là loại đạo quả mà nàng tự hào. Để cảm ơn sự khai sáng của Tuế Nguyệt Tiên, nàng đã đặc biệt làm một bàn đồ ăn ngon mời Tuế Nguyệt Tiên đến ăn. Tuế Nguyệt Tiên cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng hối hận không thôi. Lục Dương như có điều suy nghĩ, lời nói của Tuế Nguyệt Tiên ẩn chứa huyền cơ, chỉ là hiện tại cảnh giới của hắn thấp quá, không ngộ ra được huyền cơ trong đó. Loại huyền cơ chôn giấu này nếu mượn miệng người khác nói thẳng ra thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn ghi nhớ câu nói này của Tuế Nguyệt Tiên, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Tàng kinh các ngoài những công pháp thường thấy trên thị trường, còn có một số công pháp hơi khác so với trên thị trường. Những công pháp này xuất phát từ các sư huynh sư tỷ của Lục Dương. Các sư huynh sư tỷ mặc dù không làm được việc sáng tác công pháp, nhưng cải tiến trên cơ sở nguyên có thì không thành vấn đề. Ví dụ như quyển Đại Nhật Pháp Thân Công mà Lục Dương đang học này, lĩnh ngộ mặt trời, cảm nhận uy lực ẩn chứa trong đó, có thể ngưng tụ, Đại Nhật Pháp Thân đốt cháy tất cả. Vào ban ngày, uy lực của Đại Nhật Pháp Thân đạt đến đỉnh phong, đợi đến khi mặt trời tắt, màn đêm buông xuống, uy lực của Đại Nhật Pháp Thân sẽ suy yếu đi. Vị sư tỷ này đã sửa đổi công pháp một chút, viết một quyển Thái Âm Pháp Thân Công, lĩnh ngộ mặt trăng, ngưng tụ sự dịu dàng như nước, có khả năng phục hồi cực mạnh là Thái Âm Pháp Thân. Quan trọng hơn là hai loại công pháp này có thể tương thích, có thể chuyển đổi qua lại giữa Đại Nhật Pháp Thân và Thái Âm Pháp Thân, ban ngày thi triển Đại Nhật Pháp Thân, ban đêm thi triển Thái Âm Pháp Thân. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà luyện khí kỳ, nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện. Đợi đến khi tu luyện đến tầng thứ hai, có thể đồng thời triệu hoán Đại Nhật Pháp Thân, Thái Âm Pháp Thân, được gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy, uy lực tăng gấp đôi. Tu luyện đến tầng thứ ba, Đại Nhật Pháp Thân và Thái Âm Pháp Thân hợp nhất thành một thể, ngưng tụ Pháp Thân mới Thái Cực Hóa Đạo, vừa có ưu thế của hai loại Pháp Thân, vừa công thủ toàn diện. Lục Dương bị loại công pháp này thu hút, cảm thấy công pháp này thật đáng sợ. Hắn ở tầng thứ nhất của Tàng Kinh Các đã từng thấy một loại Qua Nhật Công,
công pháp cuối cùng có ghi. Đợi đến khi tu luyện đến kim đan kỳ, có thể lên tầng 2 học công pháp kết nối tiếp theo của Quan Nhật Công là Đại Nhật Pháp Thân Công và Thái Âm Pháp Thân Công. Lúc đó hắn không ngờ rằng công pháp kết nối tiếp theo lại mạnh mẽ như vậy. Sư tỷ sáng tạo ra loại công pháp này thật lợi hại, là ai vậy? Lục Dương nhìn tác giả, Vân Chi. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến khu vực Vân Chi trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 375, Ý Văn Chảy Ra. Lục Dương đã nghe danh pháp quyết do Đại Sư Tỷ biên soạn từ lâu. Đây chính là pháp quyết khiến Vấn Đạo Tông đặc biệt mở ra một khu vực riêng để cất giữ. Đáng tiếc là pháp quyết sơ cấp ở tầng 1 của Tàng Kinh Các Khóa, trước giờ hắn vẫn chưa có cơ hội xem. Hôm nay rốt cuộc cũng được thấy. Rồi, ta đã nói rồi, đệ tử của Vấn Đạo Tông các ngươi dù có thiên tài đến mấy thì cũng không thể tùy tiện biên soạn ra được pháp quyết cấp bậc như thế này. Bất Hủ Tiên Tử như bừng tỉnh, còn tưởng rằng các thiên tài của Vấn Đạo Tông đều khoa trương đến mức này, pháp quyết Thái Âm Pháp Thân Công sắp sánh ngang với pháp quyết do nàng biên soạn rồi. Nói thế nào thì Đại Sư Tỷ cũng là đệ tử của Vấn Đạo Tông chúng ta, Lục Dương nhấn mạnh. Khi hai vị sư huynh ưu tú nhất là Đái Bất Phàm và Quý Hồng Văn còn đang đuổi theo bước chân của các trưởng lão thì Đại Sư Tỷ cùng thời với họ đã bỏ xa các trưởng lão từ lâu. Đây chính là khoảng cách. Trên giá sách trước mặt bày đầy các pháp quyết rực rỡ muôn màu, đều là pháp quyết do Đại Sư Tỷ sửa đổi trên cơ sở có sẵn hoặc là do nàng trực tiếp biên soạn. Ha ha, sao nào, bị số lượng pháp quyết do Vân Chi biên soạn làm cho sợ rồi à? Một tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai Lục Dương. Lục Dương quay đầu lại, phát hiện ra một lão già lưng còng đang đứng bên cạnh mình, trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Xin hỏi ngài là... Chỉ là một lão già rảnh rỗi, hiện đang trông coi Tàng Kinh Các để giết thời gian, ngươi gọi ta là Lão Đào là được. Lục Dương nào dám thật sự gọi đối phương là Lão Đào, hắn thầm đoán, đối phương hoặc là thuộc bối phận trưởng lão, hoặc là thuộc bối phận sư công, xét đến tính đặc thù của Tàng Kinh Các thì khả năng thuộc bối phận sư công lớn hơn. Xin hỏi Lão Đào có gì chỉ bảo? Không có gì để chỉ bảo cả, có Vân Chi dạy ngươi, một lão già như ta có thể chỉ bảo ngươi được gì chứ? Chỉ là thấy ngươi đến đây, lại nhớ đến Vân Chi hồi còn nhỏ. Vân Chi hồi còn nhỏ. Lục Dương bị câu chuyện này khơi dậy hứng thú, ngay cả hứng thú học pháp quyết cũng bị dập tắt. Bất Hủ Tiên Tử càng phấn khích hơn, lập tức nhảy xuống giường, háo hức chờ Lão Đào kể chuyện. Khi Vân Chi mới được sư phụ ngươi đưa vào tông môn thì còn chưa cao đến thế này đâu, đại khái chỉ cao đến ngực ta thôi. Lão Đào vừa nói vừa ra hiệu bằng tay ở vị trí ngực mình, thân hình ông ta còng xuống, vốn đã thấp bé, mà lúc đó Vân Chi chỉ cao đến ngực ông ta. Nàng ấy ít nói, lạnh lùng, cũng không biết là do tính cách vốn như vậy hay là do nàng ấy sống trong bí cảnh. Nhưng sau khi nàng ấy đến Tàng Kinh Các thì biểu cảm rõ ràng trở nên sinh động hơn. Hồi đó nha đầu kia còn quá nhỏ, chưa đến tuổi tu luyện, sư phụ ngươi liền cho nàng ấy tùy tiện xem trong Tàng Kinh Các, trước tiên hãy đánh nền tảng đã. Nha đầu kia ở trong Tàng Kinh Các chỉ chăm chú xem pháp quyết, vừa xem vừa cau mày. Lúc đó ta thấy nha đầu kia xinh xắn đáng yêu, liền đi tới hỏi nàng ấy, có chỗ nào không hiểu không, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta có thể giải đáp. Trên mặt nàng ấy viết đầy vẻ không vui, bĩu môi nói những pháp quyết này viết không hay. À, hỏi nàng ấy chỗ nào không hay, nàng ấy lắc đầu lia lịa như trống bỏi, nói không nói được, nhưng chính là cảm thấy viết không hay. Những pháp quyết này tuy có khuyết điểm, nhưng không phải là thứ mà một cô bé có thể nhận ra. Ta cười ha ha, không để tâm, còn tưởng rằng nha đầu kia cảm thấy pháp quyết khó hiểu, nàng ấy không hiểu, mới cố ý nói là viết không hay. Ai mà ngờ được, mới bao lâu trôi qua, nha đầu kia đã trưởng thành đến mức không ai đuổi kịp, nàng ấy còn có một phen lĩnh ngộ riêng về pháp quyết. Lão Đào cảm khái vô cùng, ông ta không thể ngờ được cô bé năm xưa lại có thể tu luyện đến cảnh giới này. Tu luyện chăm chỉ, biết đâu một ngày nào đó ngươi cũng có thể vượt qua Vân Chi. Lão Đào vỗ vai Lục Dương, giao cho hắn trọng trách. Cố gắng, Lục Dương phấn chấn tinh thần, bắt đầu học pháp quyết do Đại Sư Tỷ biên soạn. Phần Thiên Nhiệt Huyết Công, một pháp quyết ẩn giấu trong động thiên cổ đại. Tu sĩ thường có tuổi thọ vượt xa người phàm, tu tiên vì trường sinh, nhưng pháp quyết này lại đi ngược lại.
thông qua việc đốt cháy tuổi thọ để đột phá cảnh giới, từ đó đạt được hiệu quả tăng tu vi nhanh chóng. Vào thời khắc then chốt, còn có thể tạm thời đốt cháy tuổi thọ, nâng cao chiến lực. Đại điện nhiệm vụ quy định, mỗi đệ tử hàng năm phải hoàn thành 2 nhiệm vụ. Đại sư tỷ để hoàn thành nhiệm vụ, đã nói dối rằng mình từng đến động thiên cổ đại, phát hiện ra phần thiên nhiệt huyết công này, thực ra pháp quyết này là do nàng ấy sáng tạo ra. Do đại sư tỷ chỉ biết được một phần thông tin, chỉ biết rằng đây là một pháp quyết đốt cháy tuổi thọ để đổi lấy chiến lực. Trong phiên bản pháp quyết của đại sư tỷ, việc đốt cháy tuổi thọ của bản thân đã biến thành đốt cháy tuổi thọ của người khác. Trong lúc chiến đấu, thông qua việc cưỡng chế đốt cháy tuổi thọ của người khác, khiến đối phương có được chiến lực mạnh mẽ, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa, chiến lực mạnh mẽ của đối phương còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã lão hóa mà chết. Hỗn độn hóa thiên kinh, pháp quyết trấn phái của Thanh Minh phái, chưa từng truyền ra ngoài. Tu luyện đến đại thành, có thể phun ra khí tức hỗn độn không thể xua tan, tầm mắt, thần thức đều không thể dò xét. Người tu luyện pháp quyết này có thể tự do hành động trong sương mù, tập kích đối thủ trong sương mù. Chương 376, tiến bộ vượt bậc. Đại sư tỷ nói dối rằng mình đã đến Thanh Minh phái học tập, đồng thời học được pháp quyết trấn phái của Thanh Minh phái là hỗn độn hóa thiên kinh. Sau đó nộp hỗn độn hóa thiên kinh do mình biên soạn cho đại điện nhiệm vụ. Pháp quyết này tu luyện đến đại thành, hình thành hỗn độn lĩnh vực, trấn áp vạn đạo, vạn pháp trong hỗn độn lĩnh vực đều mất hiệu lực. Tất cả sinh linh trong lĩnh vực đều không thể nảy sinh tâm chống đối, thậm chí còn có một phần xác suất tu thành hỗn độn đạo thể. Hiện tại Thanh Minh phái đã đổi pháp quyết trấn phái thành phiên bản của đại sư tỷ. Lục Dương càng xem càng thấy ra đầu tê dại, hắn mà có thể vượt qua đại sư tỷ thì đúng là ma quỷ rồi. Nhưng tin tốt là những pháp quyết trên không phải do đại sư tỷ viết ra khi ở kỳ kim đan, Lục Dương vẫn còn cơ hội. Lục Dương không còn suy nghĩ chuyện bên ngoài nữa, dần dần đắm chìm vào đủ loại pháp quyết của đại sư tỷ, của trưởng bối sư môn, của những pháp quyết lưu truyền trên thị trường. Hắn đi phỏng đoán của người biên soạn pháp quyết, ý định viết bước này, xem đến mê mẩn, quên hết mọi thứ. Thoát cái đã nửa tháng trôi qua, Lục Dương tỉnh lại từ đủ loại pháp quyết, đột nhiên nhớ ra mình đến đây là để viết tiếp pháp quyết. Bắt đầu viết. Lục Dương gãi gãi đầu, hắn đã xem rất nhiều pháp quyết, đầy bụng kinh luân, cảm thấy mình có thể làm nên chuyện lớn trên con đường pháp quyết. Khi hắn cầm bút bắt đầu viết thì mới phát hiện ra, không biết nên viết như thế nào. Rõ ràng là khi xem pháp quyết thì cảm thấy mình đã học hết rồi mà. Lục Dương cắn răng bắt đầu viết, Bất Hủ Tiên Tử ở bên cạnh nhìn, không nói một lời. Lúc này lên tiếng nhắc nhở, ngược lại còn hại Lục Dương. Lục Dương suy nghĩ miên man nửa ngày, cuối cùng cũng có ý tưởng, động bút viết tiếp pháp quyết của mình. Chính là như vậy, văn ý chảy ra, tốc độ cực nhanh, hạ bút như thần. Nửa tháng xem pháp quyết không phải là vô ích, hắn cảm thấy mình đã lĩnh hội được, đồng thời tiến hành đổi mới trên cơ sở này, trong lòng có vô số ý tưởng không ngừng rơi ra trên giấy. Đúng, tiếp theo nên viết như thế này. Ừ, phía dưới nên viết như thế này. Bây giờ hắn chỉ hận mình viết chữ quá chậm, không theo kịp sự thay đổi của tư duy. 2 ngày trôi qua, Minh Tâm Kiến Tính Quyết Kim Đan Kỳ đã được viết xong, hắn lại xóa xóa sửa sửa, khiến pháp quyết tinh luyện hơn, dùng từ chính xác hơn. Đại công cáo thành, hắn lập tức rời khỏi Tàng Kinh Các, đến Thiên Môn Phong, nộp bản thảo cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ nghiêm túc lật xem một lượt, hơi gật đầu, khen ngợi, không tệ, lần này chỉ có 8 phần nội dung cần ta sửa đổi đôi chút. Khi biết được tác phẩm mà mình vất vả viết ra được đại sư tỷ khẳng định 2 phần, Lục Dương rất vui. Được đại sư tỷ khẳng định một lần, dù chỉ có 2 phần, cũng là thành quả đáng quý, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Tốt hơn nhiều so với lần trước bị phủ nhận toàn bộ. Không uổng công hắn thức khuya dậy sớm, miệt mài trong Tàng Kinh Các nửa tháng, rồi lại cào cấu đầu óc viết thêm 2 ngày nữa. Lần này được đại sư tỷ khẳng định 2 phần, lần sau được đại sư tỷ khẳng định 4 phần, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể viết ra công pháp ngang tầm với đại sư tỷ. Tương lai tươi sáng biết bao. Đúng lúc Lục Dương muốn khiêm tốn nói rằng mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thì nghe đại sư tỷ nói tiếp, à, 2 phần còn lại ngươi trích dẫn câu của ta viết, ta không sửa nữa. Lục Dương trầm mặc. Đại sư tỷ, lần sau khi nói chuyện, tỷ có thể đừng ngắt đoạn được không? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cười, lăn lộn, vui vẻ lăn lộn trên giường, nước mắt cũng cười ra.
thấy sư đệ rõ ràng thất vọng, Vân Chi lên tiếng an ủi, không tệ rồi, ít nhất ngươi có thể trích dẫn chính xác câu của ta viết. Lục Dương không cảm thấy mình được an ủi. Vân Chi thấy sư đệ vẫn thất vọng, nhận ra rằng có lẽ mình không thích hợp để an ủi người khác. Nhớ lại lúc trước khi ngũ đại tiên môn đấu võ, nàng đã đánh bại tất cả đối thủ, trở thành người đứng đầu xứng đáng. Các trưởng môn của ngũ đại tiên môn để răn đe nàng, không muốn nàng kiêu ngạo tự mãn, bèn lấy danh nghĩa chỉ điểm mà ra tay với nàng. Kết quả không cần phải nói nhiều, người bị chỉ điểm chính là các trưởng môn của ngũ đại tiên môn, bọn họ bị Vân Chi đánh cho tan tác. Các trưởng môn cảm thấy bị một hậu bối đánh bại, trên mặt không được đẹp lắm, mà nhiều hơn là bực bội. Vân Chi thấy họ buồn bã, liền an ủi họ, nói rằng: ta chỉ có cảnh giới cao hơn các ngươi một chút, nếu ta áp chế xuống cùng cảnh giới với các ngươi, thì không thể một chiêu đánh bại các ngươi được. Sắc mặt của các trưởng môn càng khó coi hơn lúc nãy. Bất Ngữ đạo nhân thấy các trưởng môn ăn quả đắng, đứng bên cạnh hả hê. Là sư phụ của Vân Chi, ông ta đương nhiên biết tu vi của đồ đệ mình, đó là điều chắc chắn không thể chiến thắng, ai lên cũng thua. Các trưởng môn giận dữ nhìn Bất Ngữ đạo nhân, đánh không lại đồ đệ, còn đánh không lại sư phụ sao? Họ cùng nhau xông lên, đánh cho Bất Ngữ đạo nhân một trận tơi bời. Nếu là đánh đơn, Bất Ngữ đạo nhân không sợ bất kỳ ai, nhưng nếu đánh hội đồng kiểu này thì... Đại hội tiên môn kết thúc với việc Bất Ngữ đạo nhân bị thương đầy mình. Ngươi vẫn chưa hiểu thấu đáo về công pháp, nên không thể tránh khỏi việc bắt chước công pháp của người khác. Mà người khác thực ra cũng không hiểu thấu đáo về công pháp, họ tự cho rằng mình đã hiểu mọi thứ, nhưng thực ra vẫn là trạng thái cái hiểu cái không. Khi mới bắt đầu tu luyện, ta đã nói, chủ đề của Minh Tâm Kiến Tính Quyết do ngươi nghĩ ra, chọn rất tốt. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 377, cách dùng mới của huyễn thuật 1. Tu sĩ không chỉ chú trọng đến cảnh giới, mà còn phải chú trọng đến tâm cảnh, đến kim đan kỳ, rất có thể sẽ gặp phải tâm ma kiếp, đây là một cửa ải lớn của tu sĩ. Ma từ tâm sinh, công tâm là trên hết, phòng không kịp, không biết có bao nhiêu tu sĩ mắc kẹt ở cửa ải này, tu vi trì trệ. Người yêu và mẫu thân cùng rơi xuống sông, khó có thể lựa chọn cứu ai, đó là do không có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Đợi khi ngươi cứu được mẫu thân mình, người yêu chết đuối, ngươi sẽ hối hận, đây chính là chất liệu của tâm ma kiếp. Tại sao lại có tâm ma? Vì trong lòng không có một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, đối mặt với sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, chọn bên trái, lại nghĩ bên phải thế nào? Trước đây Vân Chi chỉ nói rằng công pháp của Lục Dương chọn tốt, nhưng không nói rõ lý do. Bây giờ thấy kim đan của Lục Dương đã thành, ở bên ngoài là sự tồn tại phi thường, bèn nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết sẽ giúp ngươi hiểu rõ bản tâm, không bị tâm ma kiếp quấy nhiễu. Bất Hủ Tiên Tử nghe đến chủ đề này, cũng giảng giải cho Lục Dương, nói rất xúc tích, nói một cách đơn giản thì ngươi phải có một trái tim khỏe mạnh, tích cực và hướng lên trên. Nếu ngươi vô tâm vô phế, thì tâm ma kiếp từ đâu mà có? Lục Dương lặng lẽ nhìn Bất Hủ Tiên Tử, thầm nghĩ ta thấy ngươi cũng không giống như người có tâm ma. Ta sẽ sửa lại công pháp cho ngươi, sửa xong sẽ nói cho ngươi biết. Đại sư tỷ để lại một câu như vậy, rồi quay người bước vào động phủ. Sau khi đại sư tỷ đi, Khôi Lỗi thò đầu ra, đánh giá Lục Dương từ trên xuống dưới, lắc đầu, dường như không hài lòng lắm với tiến độ tu luyện của Lục Dương. Khôi Lỗi là sự tồn tại không thể thiếu trên con đường tu hành của Lục Dương. Từ khi bắt đầu tu hành, Khôi Lỗi đã nhận được lệnh của đại sư tỷ thúc đẩy tiến độ tu luyện của Lục Dương. Thời gian đó Lục Dương ban ngày bị Khôi Lỗi hành hạ, ban đêm toàn mơ thấy Đậu Phụ Thiên Tôn, sống rất khổ sở. Ha ha, lại là ngươi. Trước đây Lục Dương ở giai đoạn trúc cơ kỳ, không thể làm gì được Khôi Lỗi. Bây giờ hắn đã là đại năng kim đan kỳ, có thể chiến đấu với Nguyên Anh kỳ, ở bên ngoài có thể làm gia chủ của gia tộc, được mọi người tôn thờ. Lục Dương biết Khôi Lỗi có thể nói chuyện, sở dĩ Khôi Lỗi không nói chuyện là vì nó không thèm nói chuyện với hắn. Ta đã khác xưa, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Chiến ý của Lục Dương đang hừng hực, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, một Khôi Lỗi nho nhỏ có thể đánh bại bằng một tay. Khôi Lỗi khiêu khích hắn, ra hiệu cho Lục Dương tiến lên. Đúng lúc Lục Dương chuẩn bị ra tay, thì Vô Địch Đan phát ra cảnh báo. Đây là đối thủ mà ngươi không thể chiến thắng, để duy trì tỷ lệ thắng, ngươi có thể lựa chọn bỏ chạy hoặc tự sát.
Lục Dương trầm mặc trong giây lát. Tiên tử, đây rốt cuộc là vô địch đan gì vậy? Từ khi ta kết đan đến giờ, chưa từng dùng nó để chiến thắng đối thủ lần nào. Chiến thắng duy nhất của Lục Dương kể từ khi kết đan là chiến đấu với Đào Yêu Diệp, lần đó vô địch đan khuyên hắn sử dụng Lục Thị La Hán Quyền. Bất Hủ Tiên Tử xòe tay, không thể trách ta, nghĩ lại thì lúc ta có sự giúp đỡ của vô địch đan, trúc cơ, kim đan tùy ý đánh, kể cả Ứng Thiên Tiên, ai cũng đánh không lại. Không giống như ngươi, gặp phải không phải là hợp thể kỳ, thì là sư huynh đại sư tỷ của ngươi. Lục Dương cảm thấy mình ở trong siêu cấp đại tông môn cũng không phải toàn là chuyện tốt. Nếu ở tông môn bình thường, các sư huynh đại sư tỷ ỷ thế hiếp người, chế giễu Lục Dương không có gốc gác, xuất thân không tốt, Lục Dương có thể ở trước mặt mọi người, với tu vi kim đan sơ kỳ, đánh bại các sư huynh đại sư tỷ kim đan hậu kỳ, khiến các trưởng lão, tông chủ của tông môn chấn động, ra mặt muốn cho Lục Dương trở thành đệ tử thân truyền. Nhưng ở Vấn Đạo Tông, chuyện đó là không thể xảy ra. Bất Hủ Tiên Tử có một chuyện không nói cho Lục Dương biết, đó là vừa rồi chính là vô địch đan mang đến cho Lục Dương sự tự tin, khiến hắn cho rằng mình có thể chiến thắng Khôi Lỗi, mà vô địch đan lại cảnh báo hắn không đánh lại được Khôi Lỗi. Tác dụng tích cực và tiêu cực triệt tiêu lẫn nhau, cũng không phải chuyện gì to tát. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm. Khôi Lỗi thấy Lục Dương không chấp nhận khiêu khích, liền chủ động tấn công, Lục Dương quay người bỏ chạy. Biết rõ đánh không lại, kẻ ngốc mới giao đấu với ngươi. Cũng không biết Khôi Lỗi là cấp bậc gì, tốc độ vừa rồi nhanh hơn Lục Dương một chút, Lục Dương liều mạng chạy trốn cũng không chạy thoát khỏi Khôi Lỗi. Đúng lúc Lục Dương muốn từ bỏ, vô địch đan điên cuồng xoay tròn, điều động linh lực của Lục Dương bước nhanh như bay, tốc độ tăng lên không ngừng. Không phải, vô địch đan của ngươi lúc chiến đấu thì không có tác dụng, sao lúc chạy trốn lại linh nghiệm thế? Với sự trợ giúp của vô địch đan, Lục Dương đã trốn thoát thành công khỏi tay của Khôi Lỗi. Khi Dương bước ra khỏi Thiên Môn Phong, Khôi Lỗi ngừng truy đuổi, đứng từ xa nhìn Lục Dương dần đi xa. May mà Khôi Lỗi không thể xuống núi. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn đã sớm phát hiện ra rằng Khôi Lỗi có phạm vi hoạt động, không thể rời khỏi Thiên Môn Phong. Lục sư huynh, huynh chạy nhanh thế làm gì, có chuyện gì nguy hiểm ở Thiên Môn Phong sao? Giọng nói của Đào Yêu Diệp vang lên sau lưng Lục Dương. Thiên Môn Phong có đại sư tỷ ở đó, còn có thể có nguy hiểm gì chứ? Không, không có gì, chỉ là lâu rồi không chạy bộ, đi dạo thôi. Lục Dương làm sao có thể nói rằng có Khôi Lỗi đuổi theo đánh mình, nói thì mất mặt lắm. Chương 378, cách dùng mới của huyễn thuật 2. Bây giờ có chuyện gì không? Gần đây ta có ý tưởng mới về huyễn thuật, muốn tìm ngươi trao đổi một chút. Lục Dương suy nghĩ một chút, bây giờ đúng là không có chuyện gì, được thôi, đến Vô Trần Phong. Trên đường đến Vô Trần Phong, Lục Dương tùy tiện hỏi, sư muội có ý tưởng mới gì về huyễn thuật? Là lần trước ngươi, Mạnh sư huynh, Mãn sư đệ ba người hợp thể đã gợi ý cho ta. Ba người các ngươi tự nguyện tiếp nhận huyễn thuật của ta, ta liền nghĩ, huyễn thuật có thể dùng ở những nơi khác ngoài chiến đấu không? Đây đúng là một ý tưởng thú vị, nói tiếp đi. Thi triển huyễn thuật, điểm khó khăn lớn nhất là khiến đối phương chìm đắm vào huyễn thuật. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại, có tình huống nào khiến đối phương tự nguyện chìm đắm vào huyễn thuật không? Lục Dương như có điều suy nghĩ, trước đây chưa từng suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được ý mà Đào sư muội muốn nói. Hắn thuận theo lời của Đào Yêu Diệp nói, tự nguyện chìm đắm vào huyễn thuật, phải đáp ứng hai điều kiện, một là an toàn, hai là thoải mái. An toàn đảm bảo đây không phải là thủ đoạn sử dụng trong chiến đấu, là sự bảo đảm cơ bản nhất, thoải mái là tiền đề để đối phương tự nguyện tiếp nhận huyễn thuật. Đặc điểm của huyễn thuật là khiến người ta đắm chìm vào, nếu để đối phương hưởng thụ được sự đối xử mà trong thực tế không thể hưởng thụ được, thì sẽ tự nguyện chìm đắm. Có phải Đào sư muội muốn nói là, để họ nhìn thấy những hình ảnh mà bình thường không thể nhìn thấy, chẳng hạn như... Lục Dương kinh ngạc nhìn Đào Yêu Diệp, không ngờ Đào Yêu Diệp trông còn non nớt, vậy mà lại nghĩ ra được thứ mà nam tử mới nghĩ ra. Đào Yêu Diệp vui vẻ gật đầu, cảm thấy không hổ danh là Lục sư huynh thông minh nhất, nhanh chóng hiểu được ý của nàng. Đúng vậy, chính là để họ xem hình ảnh chiến đấu của tu sĩ. Lục Dương trầm mặc. Xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi, ta sẽ tự kiểm điểm. Đào Yêu Diệp phấn khích nói, ta không nói đến việc chiến đấu của tu sĩ cấp thấp. Chiến đấu của tu sĩ cấp thấp rất phổ biến, chiến đấu của tu sĩ kim đan kỳ thì hiếm gặp.
đặc biệt là tu sĩ kim đan kỳ có thể bay lượn trên không, linh lực so với trúc cơ kỳ dồi dào hơn nhiều, có thể thi triển được nhiều pháp thuật không đếm xuể, tính quan sát rất tốt. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không có cơ hội được nhìn thấy các tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên đấu pháp. Nếu chúng ta thi triển huyễn thuật để họ được nhìn thấy tu sĩ đấu pháp, chắc chắn họ sẽ rất vui. Tất nhiên rồi, ta cũng không phải làm từ thiện, đây là dịch vụ có tính phí. Nàng còn mong dựa vào đây để kiếm tiền. Bây giờ ta đang cân nhắc, vừa lên đã đấu pháp, không có nguyên nhân hậu quả, liệu có quá vội vàng không, có nên thêm một số cốt truyện không? Hai người đến trước cửa động phủ của Đào Yêu Diệp ở Vô Trần Phong. Đào Yêu Diệp tỏ ra vô cùng phấn khích, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem, ngươi đừng chống cự. Được. Đào Yêu Diệp mở ô giấy đỏ, dùng ô giấy đỏ che thân, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt Lục Dương hai lần, Lục Dương liền cảm thấy choáng váng. Khi hắn tỉnh lại đã ở giữa những ngọn núi trùng điệp. Hắn có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên không trung có hai bóng người, hai người mặc trang phục na ná nhau, dường như là sư huynh đệ. Một người trong đó rơi lệ, giọng nói có chút run rẩy, "Sư huynh, huynh nói cho ta biết, tại sao lại giết sư phụ, giết tiểu sư muội mà huynh thích nhất, giết các sư huynh đại sư tỷ khác, tại sao?" Người kia cười lớn, trên người bốc lên một luồng hắc khí lạnh lẽo, "Ha ha ha, tại sao ư? Vậy thì ngươi phải hỏi sư phụ rồi, hỏi ngươi rồi." "Ta ư?" Sư đệ kinh ngạc, không hiểu ý của hắn. "Ta là người nhập môn sớm nhất, ngày nào cũng chăm chỉ học tập, rèn luyện, mục đích là để một ngày nào đó được kế thừa y bát của sư phụ. Cho dù sau này có sư đệ sư muội nhập môn, ta cũng không để ý, thiên phú của bọn họ đều không bằng ta, nhưng cho đến khi ngươi đến đã phá vỡ tất cả những điều này, sư phụ muốn truyền ngôi trưởng môn cho ngươi." Ta chất vấn sư phụ tại sao lại như vậy, sư phụ nói ta nóng vội ham lợi, tầm nhìn thiển cận, ngươi mới là người thích hợp nhất để kế thừa y bát của ông ấy. Ta tức giận không thôi, chẳng lẽ những nỗ lực của ta trong những năm qua trong mắt ông ấy đều là nóng vội ham lợi sao? Trong cơn tức giận, ta đã giết chết ông ấy, tình cờ tiểu sư muội nhìn thấy cảnh này. Nàng sợ hãi la hét, thu hút sự chú ý của những người khác, để diệt khẩu, ta chỉ có thể giết họ. Sư đệ, ngươi đã biết tất cả những điều này, ngươi cũng phải chết. Tu vi của ngươi kém xa ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên người sư đệ bốc lên một luồng sương mù màu vàng, khí thế tỏa ra lờ mờ chống lại sư huynh. Sư huynh kinh ngạc, sao có thể, tu vi của ngươi chỉ mới là kim đan sơ kỳ mà, sao lại giống ta là kim đan hậu kỳ. Sư đệ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nhớ lại cảnh tượng khi hắn đến tông môn và nhìn thấy xác chết khắp nơi, nhớ lại sư phụ hấp hối truyền hết công lực cho hắn, nhớ lại tiểu sư muội trong vòng tay hắn, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Thủ phạm gây ra tất cả những điều này nhất định phải chết. Sư huynh bừng tỉnh, vẻ mặt điên cuồng, ta biết rồi, lão già kia đã truyền hết công lực cho ngươi, ta biết ngay là ông ấy thiên vị ngươi. Sư đệ có được truyền thừa của sư môn, cầm trong tay hai kiện pháp khí, hắn lắc lư chiếc kéo trong tay, chiếc kéo hóa thành hai con dao long màu vàng há miệng cắn sư huynh. Sau lưng sư huynh vươn ra một chiếc vuốt quỷ khổng lồ, chấn áp hai con dao long màu vàng. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 379, Bát Trưởng Lão. Sư đệ mở bình ngọc, cát vàng phun trào ra, giống như sóng thần, lao về phía sư huynh. Sư huynh quát lớn một tiếng, rút đao bên hông ra, vung đao khí, chém sóng thần do cát vàng tạo thành một phân thành hai. Đột nhiên, hình ảnh biến thành tranh thủy mặc, tiếp đó ngâm trong nước, mực loang ra, mọi thứ biến mất, Lục Dương tỉnh lại, Đào Yêu Diệp cầm ô giấy đỏ, cười tươi nhìn hắn. Sư huynh đệ triển khai đại chiến, pháp bảo, pháp thuật, tính toán lần lượt xuất hiện, người xem hoa mắt, hận không được mình tham gia vào cuộc chiến. Lục sư huynh, thế nào, cảm giác thế nào? Ta thử thêm một số cốt truyện, có phải tốt hơn là đánh nhau khô khan không? Lục Dương im lặng hồi lâu, trong lòng liên tục than thở, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thứ này không phải là phim sao? Hay là phim cấp độ mô phỏng toàn phần? Không cần phải nói đến cảnh chiến đấu, chắc chắn giống như thật, chỉ là cốt truyện hơi mỏng, nhưng điều này không quan trọng, đây mới chỉ là khởi đầu, cốt truyện có thể đầy đặn lên bất cứ lúc nào. Nếu đặt ở kiếp trước thì đây chính là loạn sát, không hiệu ứng đặc biệt nào có thể sánh được. Ý tưởng hay đấy, Lục Dương cảm thán.
hắn tin rằng thứ này hoàn thiện một chút, đưa vào dân gian, chắc chắn sẽ rất kiếm tiền. Lục Dương ước chừng, nếu Đào Yêu Diệp đầu quân cho Cửu U giáo, giáo chủ Cửu U giáo có lẽ sẽ tôn Đào Yêu Diệp làm thánh nữ, hoặc trực tiếp để Đào Yêu Diệp làm giáo chủ. Cách kiếm tiền này nhanh hơn nhiều so với vay tiền của Tần Hạo Nhiên, nói là không vốn mà lời thì cũng không quá đáng. Không đầu tư thì không cần lo lắng đến vấn đề lỗ vốn. Không cần thuê diễn viên, cũng không cần quay đi quay lại mấy chục lần, huyễn thuật thì muốn thế nào cũng được, hiệu ứng đặc biệt thì khỏi phải nói, giống như thật vậy. Trong chiến đấu mà chúng phải huyễn thuật, nếu chết trong ảo cảnh thì chính là chết thật, ảo giác mà huyễn thuật mang lại tuyệt đối còn chân thực hơn cả sự thật. Về mặt cốt truyện cũng không cần lo lắng, những chuyện xảy ra hàng ngày trong giới tu tiên đều có thể làm tư liệu. Chỉ cần diễn giải thêm một chút là có thể làm phim, cốt truyện quá dài thì có thể làm phim truyền hình. Không nói đâu xa, bộ truyện kể của sư phụ Vấn Đạo Tông truyền kỳ có thể dùng làm phim. Là đồ tốt, nhưng có chỗ cần cải thiện. Lục Dương suy nghĩ một lúc, chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện trong huyễn thuật của Đào Yêu Diệp. Ngươi nhận ra chỉ dựa vào đấu pháp thì không đủ hấp dẫn, thêm vào một cốt truyện ngắn là ý tưởng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Cốt truyện hấp dẫn phải làm cho người ta có cảm giác sảng khoái, xem xong vẫn còn dư vị, phải có nút thắt, phải có sự đảo ngược. Đào Yêu Diệp liên tục gật đầu, đúng là sư huynh, đầu óc xoay nhanh hơn nàng, vừa tiếp xúc đã có thể nghĩ xa như vậy. Hiện tại cốt truyện là thứ yếu, cái chính là làm thế nào để thi triển huyễn thuật. Đào Yêu Diệp nghi hoặc, không hiểu ý, ta tự mình có thể thi triển huyễn thuật mà. Lục Dương lắc đầu, ngươi đương nhiên có thể thi triển, nhưng ngươi không thể thi triển huyễn thuật khắp nơi được, như vậy chẳng phải mệt chết sao. Ngươi cũng đã nói rồi, muốn dựa vào cách này để kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải quảng bá, muốn quảng bá thì cần có cách thi triển huyễn thuật thuận tiện hơn. Ví dụ như bùa chú, nếu ta nhớ không nhầm thì bùa chú là vật mang huyễn thuật phổ biến nhất. Đào Yêu Diệp cúi đầu suy nghĩ xem nên nhờ ai, bùa chú thì. Tông chủ giỏi kiếm pháp, đại trưởng lão giỏi tạo mộng, nhị trưởng lão giỏi trận pháp, tam trưởng lão giỏi luyện thể, tứ trưởng lão giỏi nho đạo, ngũ trưởng lão giỏi luyện khí, sư phụ giỏi tiên thể, thất trưởng lão giỏi luyện đan, bát trưởng lão giỏi lừa bịp. Hình như trong các trưởng lão không có ai giỏi, phải nhờ sư huynh sư tỷ giúp đỡ sao? Lục Dương im lặng một lúc, không nhịn được nói, có khả năng hay không, bát trưởng lão ngoài lừa bịp ra, còn giỏi về bùa chú. Mặc dù có tin đồn rằng, khi Bất Ngữ đạo nhân mới lên núi, là do bát trưởng lão nuôi lớn, vì thế mà sau này Bất Ngữ đạo nhân mới trở nên bất chính. Mặc dù 900 năm trước bát trưởng lão đã lừa hết giáo khố của Cửu U, giáo đến mức trống rỗng, khiến cho giáo chủ đời trước phải tự sát. Mặc dù bát trưởng lão đã bán cho Mạnh Cảnh Chu đề thi của 20 năm trước. Mặc dù ngũ trưởng lão nhất quyết không cho đệ tử tu bùa như Tần Nghiên Nghiên tìm bát trưởng lão học bùa chú, sợ nàng học theo thói xấu. Nhưng không thể phủ nhận rằng bát trưởng lão đúng là một cao thủ về bùa chú. Tìm bát trưởng lão bàn bạc, nhưng để chắc ăn, tốt nhất là nên gọi cả Lục trưởng lão. Lục Dương thận trọng đề nghị, Đào Yêu Diệp đồng ý. Trên đỉnh Vô Trần Phong, Lục trưởng lão xinh đẹp đến nghẹt thở ngồi xếp bằng, dưới tác dụng của vô cấu tiên thể, xung quanh trở thành vùng chân không. Nàng cố gắng thu hẹp phạm vi của vô cấu tiên thể, nàng phát hiện phạm vi tác dụng của vô cấu tiên thể càng nhỏ thì hiệu ứng bài xích càng mạnh. Trạng thái tốt nhất là để lĩnh vực của vô cấu tiên thể bám vào cơ thể, một lớp mỏng, như vậy thì có thể không sợ bất kỳ đòn tấn công nào. Chỉ là từ ghi chép mà xem, chưa có bất kỳ một vô cấu tiên thể nào làm được đến mức này. Nàng nhận ra có người đang đến gần, mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nàng truyền âm hỏi. Làm phiền sư phụ tu luyện rồi, là thế này, gần đây Đồ Nhi có ý tưởng mới về huyễn thuật. Đào Yêu Diệp kể chi tiết quá trình thảo luận với Lục Dương. Ý tưởng không tệ, nếu dùng trình độ bùa chú của lão bát thì thực hiện hẳn là không khó. Lục trưởng lão cũng nhận ra ý tưởng của Đào Yêu Diệp ẩn chứa cơ hội kinh doanh như thế nào, trong lòng có chút tự hào. Chương 380, ngay cả đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của ta. 1. Ý tưởng của Đào Yêu Diệp kiếm tiền còn nhiều hơn cả đại tiểu tùy ý, bản cục bộ của cửu sư đệ. Nhìn, đây chính là đồ đệ tốt mà ta dạy ra. Đi, ta dẫn các ngươi đi tìm hắn. Lục trưởng lão giơ tay lên, một luồng năng lượng kỳ lạ bao bọc lấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp,
đưa họ từ đỉnh Vô Trần Phong bay thẳng đến đỉnh Phù Văn Phong gần đó. Phù Văn Phong chính là ngọn núi do Bát Trưởng Lão quản lý. Ba người đáp xuống, Lục Dương và Đào Yêu Diệp lần đầu tiên đến Phù Văn Phong, họ phát hiện nơi này khắp nơi đều là phù văn. Ngay cả trên lá cây cũng có đánh dấu phù văn, các loại cây cối liên kết thành hình dạng, cũng lờ mờ giống như phù chú. Hình dạng cũng mơ hồ giống như một lá bùa hộ mệnh. Lão Bát, ra đây, để ngươi giúp một tay. Lục Trưởng Lão truyền âm cho Bát Trưởng Lão. Sư tỷ tìm ta. Bát Trưởng Lão từ trong động phủ đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên, ấn tượng là Lục sư tỷ rất ít khi tìm hắn giúp đỡ. Là sư tỷ ở bên ngoài bị kẻ nào không có mắt lừa rồi, cần ta lừa lại không? Chắc là không được đâu, ta đã mấy chục năm không ra khỏi núi lừa người rồi. Lục Dương thầm nghĩ, Bát Trưởng Lão, ngươi có quên là 1.5 năm trước ngươi mới lừa Mạnh Cảnh Chu không? Đào Yêu Diệp không biết chuyện này, còn tưởng Bát Trưởng Lão đã rửa tay gác kiếm, nhưng ngươi yên tâm, dám lừa sư tỷ ngươi, cho dù ta không ra tay, cũng có thể phái đệ tử lừa hắn đến mức không còn quần để mặc. Ta không giống cửu sư đệ, ta lừa người nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai bắt được. Đệ tử do ta dạy ra cũng vậy, đều rất đáng tin cậy, sẽ không bị người của quan phủ bắt được. Bát Trưởng Lão vỗ ngực đảm bảo, rất coi trọng tình nghĩa sư huynh đệ, hồi nhỏ hắn đã được Lục Trưởng Lão chăm sóc không ít. Lục Dương nghiêm trang kính trọng, không ngờ thuật lừa đảo của Bát Trưởng Lão lại cao siêu như vậy, đến mức chưa từng bị bắt, điểm này ngay cả sư phụ cũng không bằng. Phải biết rằng, sư phụ chính là kẻ có thể đưa Hình Bộ Thượng Thư vào ngục tối. Ước tính lạc quan, sư phụ đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. Lục Dương nghe nói từ khi Hình Bộ Thượng Thư bị giam vào ngục quận Đại Nhạn, tập thể Hình Bộ đến Đại Nhạn quận làm việc. Tình hình an ninh của quận Đại Nhạn chưa từng có lúc nào sáng sủa như vậy, một vụ việc vi phạm pháp luật nào cũng không xảy ra. Những kẻ xấu không ngốc, Hình Bộ tập thể đóng quân tại quận Đại Nhạn, phải não tàn lắm mới đi phạm tội trước mắt họ. Họ lại không phải bất ngữ đạo nhân. Nhưng cũng có cái giá phải trả. Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Chu nói, quan viên đế đô dù có xin nghỉ phép, cũng phải đến nhà tù quận Đại Nhạn đi một vòng, xem cho lạ mắt. Nói dễ nghe là quan tâm đồng nghiệp, nhân tiện kiến nghị với quận thủ quận Đại Nhạn xử tử bất ngữ đạo nhân. Lục Trưởng Lão liếc nhìn Bát Trưởng Lão, 2.000 năm làm sư huynh đệ, Bát Trưởng Lão thế nào thì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Đúng, ngươi đúng là chưa từng bị bắt, ngươi đều tự thú, nói như vậy có thể giảm nhẹ hình phạt. Còn nữa, đừng tưởng ta không biết tại sao ngươi không ra khỏi tông môn, còn không phải là đang chờ thời hiệu truy tố qua đi sao. Luật Hình Đại Hạ quy định rõ, tội phạm đã quá thời hiệu truy tố theo quy định của pháp luật thì không truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội nữa. Không thể nói như vậy, ta gọi đó là sử dụng hợp lý các quy định của pháp luật. Bát Trưởng Lão nói hùng hồn. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ rằng đối phương thà để lộ mình là tán tu ma đạo, cũng phải báo quan bắt ta. Lục Dương rất tò mò Bát Trưởng Lão đã lừa đối phương như thế nào, mới khiến đối phương không màng đến thân phận tán tu ma đạo, cũng phải báo quan. Bình thường, tu sĩ ma đạo rất ngại tiếp cận với quan phủ. Lục Trưởng Lão không dây dưa thêm về vấn đề này nữa. Được rồi, hôm nay ta đến đây không phải để bàn luận với ngươi về việc ngươi đã lừa ai, mà là có chuyện liên quan đến phủ Lục cần ngươi giúp đỡ. Đào Yêu Diệp vô tội nhìn Lục Dương, Lục Dương hiểu ý trong mắt Đào Yêu Diệp, ngươi nhìn, không thể trách ta ấn tượng về Bát Trưởng Lão là lừa bịp, vừa gặp mặt, ông ta đã nói mình sẽ lừa người khác. Nói sớm hơn, chuyện trên phù lục ta quen thuộc nhất. Bát Trưởng Lão cười ha ha, ông ta rất có kiến thức về phù lục. Loại nào cũng được, muốn chế tạo phù lục công kích hay phù lục phòng ngự, số lượng bao nhiêu, sư tỷ cứ nói, ta đều làm được. Phù lục cấp độ kiếp và cấp bán tiên có độ khó, nhưng phù lục cấp hợp thể ta đều làm được. Lục Trưởng Lão lắc đầu, không cần phù lục cấp cao như vậy, là đồ đệ của ta có một ý tưởng, cần ngươi dùng phù lục giúp đỡ. Bát Trưởng Lão hứng thú nhìn Đào Yêu Diệp, nói nghe thử xem. Đào Yêu Diệp vẫn kể lại quá trình giao lưu với Lục Dương. Bát Trưởng Lão hai mắt sáng lên, nhìn Đào Yêu Diệp càng vừa mắt hơn, ý tưởng mới mẻ thật, thế nào, có hứng thú bái ta làm thầy không? Dù sao ta thấy ngươi cũng không nghiên cứu hóa vũ thể tiên của mình, đại khái là không muốn khai phá hóa vũ thể tiên. Vậy thì không cần phải theo sư tỷ nữa, huyễn thuật của ngươi thích hợp nhất để lừa người cùng ta. Loại tư duy nhanh nhạy như vậy, đúng là nên bái hắn làm thầy. Hắn cũng biết tư duy Lục Dương nhanh nhạy, nhưng hắn không có gan cướp người từ tay Vân Chi. Đào Yêu Diệp giật mình, trong lòng vội vàng thề,
đợi về sau sẽ bắt đầu nghiên cứu hóa vũ thể tiên, kẻo có ngày sư phụ nổi hứng, bắt nàng bái bát trưởng lão làm sư phụ. Được rồi, bát sư đệ, ngươi đừng dọa nàng nữa, nói về phù lục đi, có thể chế tạo không? Bát trưởng lão sờ cằm, cười hì hì nói, sư tỷ, ngươi đây là không tin tưởng ta, chế tạo loại phù lục này có độ khó gì, ta tùy tiện vẽ cũng được. Lục Dương tiện thể bổ sung thêm hai yêu cầu, tốt nhất là có thể sản xuất hàng loạt, giá cả phải rẻ, không gây tổn thương cho người phàm. Các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.